đang sau lại khủng hoảng và mất thêm tiền vệ Fabinho trước giờ ra sân. Như Liverpool đã thể hiện được bản lĩnh đúng lúc ở sân vận động Tottenham Hotspur để đánh bại đội chủ nhà, qua đó trở lại với top 4 trên bảng xếp hạng. Firmino, Arnold và Mane lần lượt nổ súng để giúp đội bóng của Klopp giành trọn vẹn 3 điểm trên sân khách. Trong khi đó, Spurs chỉ có được một bàn thắng do công của Pierre-Emile Højbjerg. Thắng Tottenham 3-1, Liverpool đã tìm được cảm giác chiến thắng sau 5 trận chỉ biết hòa và thua ở Premier League. Kết quả này giúp họ trở lại top 4 và chỉ còn kém Man United 3 điểm, kém Man City 4 điểm. Dù có được thắng lợi quan trọng trước Tottenham, tình hình của hàng phòng ngự Liverpool đã trở nên bi đát hơn bao giờ hết với chấn thương của Joe Matip và Fabinho. Theo xác nhận từ Jurgen Klopp, Joe Matip đã bị chấn thương dây chằng mắt cá có vẻ nghiêm trọng. Đây thực sự là cú đả kích lớn với huấn luyện viên người Đức, bởi coi như ông đã mất toàn bộ 4 trung vệ của mình. Trong những chia sẻ sau trận, Klopp cho biết Liverpool không loại trừ khả năng mua trung vệ mới. Tuy vậy, không dễ để đưa về một cầu thủ chất lượng trong 3 ngày ít ỏi còn lại của phiên chợ mùa đông. Đó là chưa kể tình hình tài chính chắc chắn không cho phép The Cop di động. Ở bên kia chiến tuyến, sau trận thua Liverpool, Jose Mourinho cho biết Harry Kane bị chấn thương ở cả hai mắt cá và sẽ phải nghỉ thi đấu một vài tuần. Kane với chấn thương đầu tiên sau cú tắc bóng của Thiago. Chấn thương thứ hai thì tôi không biết xuất phát từ tình huống nào. Cả hai đều là chấn thương mắt cá. Chấn thương thứ hai nghiêm trọng hơn chấn thương đầu. Cậu ấy phải nghỉ thi đấu vài tuần. Việc mất các trụ cột là chuyện bình thường của mùa giải, nhưng tôi tin rằng chúng tôi có thể khắc phục. Harry Kane nản đầu để cố gắng thi đấu hết hiệp 1. Tuy nhiên, vì chấn thương quá nghiêm trọng nên thủ quân của Tottenham Hotspur đã không thể ra sân ở hiệp 2. Theo chuyên gia Fabrizio Romano, Inter đã liên hệ tích cực với Roma về khả năng thực hiện một vụ trao đổi. Alexis Sanchez sẽ tới sân Olympico, trong khi lão tướng Edin Dzeko sẽ di chuyển theo chiều ngược lại. Hiện thương vụ này chỉ mới dừng lại ở mức ý tưởng, nhưng hiện cả hai đã sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán. Thực tế, một vụ chuyển nhượng vào phút chót hoàn toàn có thể xảy ra. Roma đang rất cần một tiền đạo mới trong bối cảnh Dzeko gặp xích mích với huấn luyện viên trưởng Paulo Fonseca. Chưa suốt 34 tuổi đã phải tập riêng trong một tuần trở lại đây. Trong khi đó, Inter lại có nhu cầu đưa về một trung phong đúng nghĩa để dự bị cho Lukaku. Cũng liên quan đến Inter, Lautaro Martinez đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Inter kèm theo các điều khoản đặc biệt. Theo Marca, tiền đạo người Argentina yêu cầu phía Inter giữ nguyên mức phí giải phóng hợp đồng của anh là 111 triệu euro. Martinez tin tưởng rằng đây là con số phù hợp để anh chuyển sang một câu lạc bộ lớn hơn khi có cơ hội. Ngược lại, phía Inter cũng cài điều khoản đặc biệt với Lautaro Martinez, điều khoản chống Juventus. Cụ thể, với riêng Juventus, mức phí giải phóng tiền đạo 23 tuổi này sẽ nâng lên thành 150 triệu euro. Ngoài ra, Martinez cũng phải chấp nhận tăng lương ít hơn yêu cầu của anh và người đại diện ban đầu, lên thành 7 triệu euro một mùa. Tân huấn luyện viên Thomas Tuchel của Chelsea cho biết ông đã nhận được lời chúc may mắn từ người tiền nhiệm Frank Lampard. Bản thân tôi cũng rất hâm mộ Frankie. Tôi có sự tôn trọng tuyệt đối dành cho cậu ấy, cũng như di sản của cậu ấy. Sự tôn trọng đó còn lớn hơn khi tôi nhận được một tin nhắn cá nhân từ Frank. Cậu ấy chúc tôi những điều tốt đẹp nhất và hẹn gặp lại nhau trong tương lai khi có dịp. Câu lạc bộ đã làm rõ sự thật rằng tôi không có lỗi và tôi không thể thay đổi tình hình của Frank. Quyết định đã được đưa ra và tôi đã nhận lấy cơ hội. Vào chủ nhật tới đây, Thomas Tuchel sẽ cùng với Chelsea thi đấu trên sân nhà khi tiếp đón Burnley. Mikel Arteta hy vọng sẽ có được sự phục vụ của đội trưởng Pierre-Emerick Aubameyang trong trận đấu với Man United vào cuối tuần này. Tôi đã nói chuyện với Aubameyang và mọi chuyện này trở nên tốt hơn. Vì vậy, chúng ta hãy cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu ấy là đội trưởng và là cầu thủ quan trọng nhất của đội. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để Aubameyang có thể trở lại nhanh nhất. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu rõ cậu ấy đang trải qua những ngày tháng khó khăn. Cậu ấy cần giúp đỡ gia đình và chúng tôi ở đây để giúp đỡ cậu ấy. Bên cạnh đó, Mikel Arteta bỏ ngỏ khả năng thi đấu của các ngôi sao khác như Thomas Partey hay Emil Smith Rowe.